Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game đối kháng khá hài hước trên CS Play. Đó là con game Bloody Bastard. Không nói nhiều nữa, ta vào game thôi. Let's go. Mình sẽ đánh qua một trận cho tăng tiền lên nha. Khuyến khích các bạn nên chỉnh vừa vừa là được, thích thì ta chỉnh thêm sau. Con số dự kiến là 10.000 nha.
don't tell me why. I know, no, no, you won't save my life. Save my life. Baby, keep on, you're making the way. Mình sẽ loại bỏ các giá trị linh tinh nha. Sau khi xem xong video, các bạn đừng quên like và subscribe cho channel nhé. Tất cả các bạn đăng ký cho kênh của mình sẽ tổng hợp vào cuối tuần và mình sẽ thêm vào video để cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã xem hết video này.